độc lập tự do hạnh phúc. Xin ai về quán Huế này, quán Hà Nội, quán Thanh Hóa và quán chùa Ông Sư, quán chào này. Ai đi đâu đi Tây đi Nam đi Bắc về đây nhớ. Ta còn nhiều quán, có một mình ông có quảng cáo hết từ đầu đến cuối, có món bún của ông không vậy? Rồi đây là một món bún xào nha. Đây là món bún xào của quán ông Minh. Đấy, chúng ta cứ lại tới cái quán ông Minh chúng ta ăn bún xào nha. Rồi, cảm ơn món bún xào của ông. Rồi món kế tiếp. Món kế tiếp đây đi. Chúng ta chỉ nói ngắn gọn mà làm sao người ta nghe, người ta thích, người ta khoái. Người ta thấy món mình mua, người ta lắc hồi, người ta nhớ cái món này người ta ăn. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày ăn Tây Đô. Là ngày năm 2019. Nay là ngày cuối cùng theo lịch sử các ông ta để lại. Đây các quý thầy về đây đặt chùa của năm rồi đúng. Tôi đại diện cho tổ quy của thôn một bánh quán cơm của ông Thư. Nay là ngày 8 tháng 4 bánh là chùa ông Thư, quán cơm của ông Thư. Một quán cơm là năm gì? Trong 74 thức ăn, một là đậu à, hai là chuồn, ba đậu phụng, bốn là bò, năm là cà, sáu là rau, bảy là canh, bảy món nước ăn nữa. Trước ấy tôi dâng lên cúng Phật, hai nữa tôi mời các quý thầy quý khách và đại chúng tòa long được thưởng thức phù không ngôn bảy món vị ăn của chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng các quý thầy mạnh khỏe, nhiều thức khỏe dồi dào, dạy bảo cúng ngôn trên con đường tu tập. Một lần nữa tôi chúc tất cả đại chúng tòa long mạnh khỏe, vui vẻ, đoàn kết. Tôi cầu mong tất cả đạt được thành công và tốt đẹp. Rồi đây là món cơm. Rồi có rất món rất là bổ dưỡng nha. Thì lát hồi chúng ta nếu mà chúng ta ăn bún không ăn được thì chúng ta cố gắng ăn cơm nha. Đấy, nhìn. Rồi đây Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào thưa Phật tử, các thầy. Hôm nay là đại lễ Phật đản. Thì tôi là tổ Minh Sơn, gọi là nên còn có mặt hàng. Chúng tôi là có bằng ngăn nằm một chiếc 5.000 là bằng ngăn. Mời bà con Phật tử ủng hộ quán cơm tổ ra bán bằng ngăn nằm. Rồi tôi món tiếp thêm. Địa hình địa lý xa nhau, tấm lòng quân vật, chúng con là chung một nhà. Hôm nay chúng con làm bánh cục về đây và chè Đào Điên. Đào Điên mới là đường tinh, nước lọc tinh khiết đó thành chè ngon. Xin mời các tử về luôn, tăng vị một cốc, uống vào bổ ngơi. Nhớ này, Phật tử làm sao? Xin mời các tử về, chùa đắc vui. Rất là hấp dẫn con. Món chè Đậu Đen không mà cũng hấp dẫn, có thơ đủ nữa. Nói bây giờ mình nhớ nha, nhớ cái câu thơ rồi chúng ta đến món chè nha. Hay như là vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con là Nguyễn Thị Quyên, đại diện cho tổ chức quyền. Hôm nay đấy là tổ các quân để xin bánh bao. Trước thì các quân dân Phật và chúng ta thầy. Thứ hai là con cũng xin mời là đạo tràng Phật tử để mua cho bài hàng của quân được nhanh hết. A Di Đà Phật. Là mới đó mà sập ế rồi, chưa bán mà đã sập ế rồi. Món bánh bao chưa bán đã sập ế rồi. A Di Đà Phật, con kính lạy bạch thầy, con kính lạy các Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Con là Phạm Thị Trưng, ký danh là Hòa Diệu Trưng, thay mặt cho tử đồng lời có một đĩa bánh cuốn để lên để rồi ẩm thực.
chị xin các Phật tử đến quán Hỷ Lạc Quán chúng tôi để ủng hộ chỗ đồng lợi chúng tôi. Xin chào, cảm ơn. Chúng ta nhớ đã gọi là An Lạc Quán là bán cuốn nha. Cái chữ An Lạc Quán là bán cuốn, chúng ta muốn ăn cuốn thì lấy chỗ quán An Lạc Quán. Rồi, kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch sư cô cùng toàn thể các Phật tử gần xa. Hòa chung với không khí đón Đức Phật ra đời buổi sáng ngày hôm nay, đoàn Phật tử đại trạch chúng con, trên tay con là một cả món bún trắng ngần được chiết xuất từ hạt gạo nguyên chất, và món bún này được ăn với dưa món và rau thơm. Thì trở về với buổi lễ hội hôm nay, đoàn Phật tử chúng con xin được phục vụ các Phật tử gần xa đến với Hỷ Xã chúng con, và chúng con được tiếp đón nhiệt tình. Xin hết. Rồi, món kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch các quý thầy, con kính bạch các quý cô, con kính bạch các Phật tử. Hòa chung với không khí đón mừng lễ Phật đản, trong không khí trang nghiêm đầy trinh trọng của chùa Hòa Long, Phật tử chúng con đến từ Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa, tình với tình tâm quán bán món bánh cuốn vừa trắng lại vừa dẻo mềm mềm vừa ngon, do bàn tay khéo léo của các Phật tử chúng con làm ra. Mời các quý thầy, quý cô cùng các Phật tử đến quán tình tâm quán của chúng con thưởng thức món bánh vừa dẻo vừa ngon vừa lành vừa thơm. Kính mong các quý vị chúng con chân thành cảm ơn. Cảm ơn món bánh cuốn. Hôm nay là con thay mặt vô thị trấn quán, có món kem Tràng Tiền và có bánh mì của nhà bán hàng kinh doanh. Thì hôm nay là con đại diện cho là tổ thị trấn Phố Sắt, là quán thị trấn Phố Sắt là có kem Tràng Tiền và bánh mì rất là thơm ngon. Ăn một thì muốn ăn hai, ăn ba, ăn bốn thì muốn ăn năm. Để xin rồi tới món kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi Lê Sĩ Thập, Phật tử của xã Khuyến Nông, hôm nay được sống trong nhà của Như Lai và làm việc cũng giống Như Lai. Kính thưa sư thầy chủ trì, kính thưa các sư cô, các tăng ni Phật tử cùng toàn thể đại chúng, hôm nay được sống trong chánh pháp của Như Lai, tổ Phật tử Khuyến Nông chúng tôi rất hân hoan được mang những chiếc bánh, bánh cục và bánh, và bánh cục và bánh bao đều là nhân đậu xanh. Thì chắc ai mà được hưởng cái bánh này thì chắc đạo Phật sẽ viên thành. Vậy tổ Phật tử Khuyến Nông chúng tôi rất hân hạnh và cung kính, mời tất cả các quý vị. Ông bảo là cái bánh cục ăn vào sẽ chứng quả, cho nên là ai muốn chứng quả sẽ tìm bánh cục và bánh bao mà ăn nha. Rồi, ăn xin. Hôm nay là ngày cuộc sinh, mà cũng là ngày ta đã biết hiện tại lên. Năm ngoái, năm nay, Nam Mô A Di Đà Phật.
thực tế ra thì ở đây có hai thứ bánh, bánh vuông là bánh Thọ Bình, bánh vuông là bánh xóm Ba Minh Hoàng. Bánh vuông là bánh Thọ Bình, bánh ú là bánh xóm Ba Minh Hoàng. Hôm nay là ngày lễ đẹp lại lên, tôi xin đại diện tôi là Lê Đức Thiện xin kính chào các vị khách gần xa đến cùng vui chúng tôi. Bánh nóng giòn dẻo thơm, nếp bánh nếp thêm dẻo bắp là đậu xanh thơm lắm. Xin mời tất cả các vị quý khách và các thầy cô đến vua vui cùng vua vui với hai thái thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Con đọc nó điều bánh chưng mà ông bảo giòn giòn bánh chưng mà giòn thì làm sao mà ăn. Rồi món tới kia Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Đạo Thị Lâm. Con xin đem mặt cho Tổ Thọ Tân. Con xin mời các Phật tử để thưởng thức món bánh nếp. Giá ăn trẻ đại gái ăn đắt chồng. Người nào răm rõng cao cao ăn răm bảy chiếc thì kẻ ra thành lùn. Người nào tu ngủ tụt lùn ăn răm bảy chiếc thì từ lùn thành cao. Xin mời đến tới tâm quán của chúng con ạ. Quá chẳng dám nói, ai dám tới quán mình. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa các vị đại diện, hôm nay là ngày kỷ niệm 2563 năm chúng con là đội Minh Châu Triệu Sơn rất vinh dự và tự hào được dự buổi lễ trọng đại này. Lời đầu tiên cho phép tập thể đơn vị Minh Châu xin kính gửi các quý vị đại biểu, quý Phật tử cùng toàn thể trong buổi ngày kỷ niệm trọng đại này lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý Phật tử, chúng con sinh ra và lớn lên rất vinh dự và tự hào được sống trong môi trường hòa bình. Hôm nay chúng con được dự một buổi lễ trọng đại này với tư cách là những người làm từ cây lú, từ cây mí. Chúng con là những người nông dân chân phát. Hôm nay chúng con đem những muốn giản dị bình thường, đó là cây mí. Hôm nay chúng con có muốn nước mí siêu sạch tại quán Tịnh Tâm Quán. Sau khi quý vị đại biểu, quý Phật tử dùng cơm xong, xin kính mời các quý Phật tử về quán Tịnh Tâm Quán thưởng thức muốn nước mí siêu sạch. Rất chân thành cảm ơn các quý Phật tử, các thầy cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, nãy giờ chúng ta đã nghe tất cả các cái món quán đã quảng cáo. Chúng ta đã có ai ghi nhận ở trong đầu chúng ta món gì chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhận được tiền. Đây là 10.000 đồng nha, đây là 10.000 đồng. 5.000 đồng chúng ta sẽ ăn được một món ăn và 5.000 đồng chúng ta sẽ được một món uống nha. Cho nên chúng ta phải chọn kỹ càng trong đầu của mình trước, chứ không thôi là lát hồi là người ta bán hết là mình không chọn được cái món của mình thích nha.
mình ưa thích mà người ta đã mua hết thì mình sẽ không được ăn. Cho nên bây giờ thầy xin thay mặt cho ban tổ chức đại lễ chùa Hồng Sư năm nay, thầy xin tuyên bố